đó là Trang. Mình sẽ chào các bạn. Nên mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm mới nhất của mình. Sản phẩm hoàn hảo tích hợp công nghệ chạm cảm biến. Tích hợp công nghệ cảm biến chạm. Máy có đủ rất nhiều chức năng. Đây có đồng hồ. Đồng hồ để báo lượng pin ha. Dưới là mình nâng cấp cái dàn đèn rất là sáng, nhìn rất là đẹp. Đây là nút chỉnh lượng rượu. Đây là cổng sạc với cổng đi sạc của điện thoại luôn. Chỗ này là cái chỗ để chữ stud này nè, là chỗ để mà cảm ứng giữa cốt rượu. Này công tắc hơi động nguồn, khởi động cho toàn bộ hệ thống. Và như theo cái phiên bản này được tích hợp công nghệ vô mà nó rất là gọn, nó không có xệ xò như phiên bản đầu tiên ha. Có đồng hồ đo này, thì quá trình nó gót thì nó cũng auto tự động luôn. Lúc này là nút gót tùy chỉnh, còn cái nút start đó là nó có tích hợp vừa cảm biến mà vừa gót tự động. Bây giờ chúng ta làm thử nha. Giờ chúng ta chỉnh về cái mức 1 chấm nè. 1 chấm là cái lượng rượu chắc không cả nửa ly. Bây giờ chúng ta khi mở cái rượu thì có phiên bản trước, chúng ta bấm nút thì nó rất là vô. Còn phiên bản này tích hợp cái công nghệ cảm biến, cho nên chỉ cần chúng ta chạm vô thì tự gót. Chúng ta chỉ cần chờ đưa tay gần vô gần thôi, không có cần bóp gì hết. Như là gót. Đó. Giờ mà nếu mà người ta muốn gù nhiều thì chúng ta chỉnh đây. Chỉnh nút lên một tí, nút số 3 đi. Này sao nó số 4, số 3 đang chưa lên đủ. Số 4 ha, số 4 là đầy lên ha. Nên lấy cái ly này, tại cái ly nhỏ đi bự các bạn. Mình kiếm cái ly nào bằng nhau đi. Hai ly bằng nhau đây. Không biết bằng không nữa. Rồi cho nó góc đầy luôn. Mới đây. Chúng ta chỉ cần chạm vào cho là tự động nó sẽ góc lên đó. Là gót đầy luôn ha. Cái ly này chẳng có ly nhỏ đi bự rồi. Này là chúng ta gót tùy chỉnh, gót bao nhiêu là chúng ta nhấn vào. Đó. Sản phẩm gót là đẹp. Chúng ta góp một ly uống coi. Góp một ly nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha.